cái đầu ta. Ừ, đi bắt tiêu rồi. Dạ. Ủa trong đi không né không nhòm ngó tí chứ trơn trời. Gì vậy? Ủa mày chơi mà. Sao không ăn? Hên là không không đụng trúng ông mà bẻ đầu ông rồi đó. Sao kỳ vậy? Hả? Đóng đinh, mang ngay đóng đinh. Ăn được mà. Không phải, em biết sao nó cứng quá. Thật sự nó cứng, rất là cứng. Thì đúng rồi. Ông, nè. Nghe không? Nghe. Bánh mì bây giờ hỏi gì đang ăn. Thiệt. Ờ. Thì ăn anh ổ nào thì anh mua ổ đó thôi, anh mua nhiều chi. Thì nhiều khi mình mua hơi hố tí là không ăn được đó, rồi ấy cái bây giờ. Rồi đi em. Hai ông cầm về ông cho bò đi. Không, ngu gì cho bò. Bánh mì anh mới mua, anh bỏ ngăn mát hoặc là anh để ngoài để qua đêm á, thì nó khô lại là do rút nước thôi, chứ nó vẫn ăn được mà. Anh chưa ăn cái món màu lên mấy đường á. Ta nói là gì ta? À, những người mà như là ta thích ăn cái đó thì ăn. Ờ. Tôi ăn món đó mì gọi là ăn món mì mềm. Mình cắn kiểu nó dai, nó mềm á. Ừ. Ông biết không? Ừ. Nó cái mì mà kiểu nó mình nói là ẩm ướt đi. Ừ. Xé bắt đầu nó kéo cái lụa đã đó. Đúng rồi. Đó thì còn này ăn cắn nhai cái rộp đóng vô đây nghe cầm. Bây giờ nha. Bánh mì này em thấy mọi người thường gặp, hay gặp luôn. Đó là bánh mì mọi người mua, mọi người để qua để sáng mai ăn sáng á, nó cứng ngắc à. Ừ. Mọi người không biết làm sao. Nhưng mà ăn cái khô nó khó ăn. Em chia sẻ cho anh cách khôi phục bánh mì cứng này như lúc ban đầu luôn. Em nghĩ là ông đem hung hâm nóng hơn gì không? Anh hâm nóng nó khô rang, còn hóc nó khô còn hơn à, anh nhai bột nữa. Nhai cát trong mồm. Nhai nghe rộp như nhai cát trong mồm á. Thì cái đó khôi phục nó mềm y hệt như lúc ban đầu luôn. Đâu là em thấy mọi người nè, bánh mì khô như này nè, mọi người lại mang đi, mọi người sấy nữa, mọi người nướng như lò vi sóng nữa, nó càng khô thêm nữa. Vừa cắn cái nó vụn hết luôn. Đúng rồi, cắn nghe rộp. Rồi em chia sẻ cho. Nhà anh có lò vi sóng không? Nhà anh có nồi nướng không dầu không? Có. Có, tôi mơ ước cả mấy ngày nay rồi đó. Vậy thôi. Tôi mơ ước cả năm nay đó. Năm nay rồi. Đâu? Ông cho tôi mượn tiền mua. Vậy thôi, nhà anh có nồi cơm điện không? Nồi cơm điện cũng không có luôn, hư luôn rồi. Chứ anh lấy cái gì vậy? Ga, bếp ga gì đó. Bếp ga cũng được. Được không? Được. Rồi ok, tại vì nhà anh Khải không có lò vi sóng, không có lò nướng điện thì chúng ta nướng cái đồ cũng được. Đầu tiên á, mọi người muốn khôi phục ổ mì á mềm trở lại á, nếu nhà anh có sữa không đường á thì anh xài sữa không đường. Nếu có luôn hả? Dạ thôi, cái gì không có trời. Ờ à, rồi anh xối cho nó ướt. Tưởng cái gì xối nước lên nó ướt là nó rã sao? Sao biết nó rã? Nó không có rã đâu. Phải không? Ừ. Xối lên đúng không? Ừ. Mọi người xối lên. Nó cứng như đá. Xối đúng không? Trời đất ơi. Ừ. Không thì mọi người nước lọc cũng được, tùy mọi người làm sao làm. Đó, mọi người xối lên. Để được chưa? Được rồi. Thì ướt vậy đó hả? Ướt rồi. Ok, rồi à, mình đó. Rồi ok. Anh bỏ vô trong nồi vi sóng, anh nướng. Chết, ướt thấm hết rồi. Anh bỏ vô nồi vi sóng, anh nướng. Đã nói không có vi sóng rồi. Em bỏ vô nồi này anh nướng cũng được. Hình như ông đang biêu xấu nhà tôi vậy. Cho đồ nghề vô. Ừ. Đúng rồi. Ở mì lên. Ở mì lên. Rồi hâm, nóng. Hâm lại, nóng lại. Nó sẽ mềm như lúc ban đầu. Không thì mọi người xài nước được tùy. Mọi người thích làm gì làm. Cảm bị thơm. Ừ. Có trái chưa? Trái rồi. Chưm thần. Đó, rồi, giờ okay. Mới thấy nè. Để cho mọi người xem nha. Rồi ok, mọi người canh tầm 3 phút đổ lại thôi. Rồi ok, anh mở ra. 2, 3. Nóng kinh khủng luôn. Rồi, mọi người tăng ra. Sao ông nó trước cái độ nóng đó trời. Rồi. Ê. Trời, cháy luôn rồi. Ừ. Thơm. Đó. À, da nóng. Tầm 3 phút đổ lại thôi nha mọi người. Này. Trời, da nóng. Như bánh mì mới ra lò luôn á. Không, để coi nó có. Mềm. Xé hả? Ừ, xé là biết liền gì đâu mà. Trời mà. Ôi à, trời ơi à. Này là mì bánh mì mới mua luôn, mới ra lò. Ừ. Mới ra lò luôn á. Nóng lắm. Đó trời. Thấy chưa? Y như bánh mì mới mua luôn á chưa. Ê. Thơm nữa. Trùng thơm mùi sữa nữa chứ. Đó. Ê. Đây là cách hướng dẫn mọi người khôi phục lại một cái bánh mì bị khô à, đập đầu, bị lỗ đầu á, như lúc ban đầu nó là như vậy thôi. Cái da nó giòn. Ừ. Mà ở trong này nó mềm. Ừ. Thơm như sữa. Ừ. Nếu mọi người không có sữa không đường thì mọi người lấy nước lọc mọi người xối lên giống như anh Khải hồi nãy là ok rồi. Có sữa không đường thì nó thơm hơn. Đó, anh xé thêm một lớp cho người coi, nó mềm xèo. Mềm xèo hả? Xèo như lúc ban đầu hay chưa? Mòi ruột. Mòi ruột. Y như lúc ban đầu luôn hay chưa? Nóng. Hồi nãy cái này đâu nó cứ ngắt à. Ừ. Mòi ruột không? Ừ. Y như lúc ban đầu hay chưa? Đó. Ê. À, dính đất rồi. Rồi cái này dính đất rồi, thua luôn. Ổn danh hả? Thơm. Ok, đây là cách em chia sẻ mọi người cách khôi phục một ổ bánh mì khô cứng quay lại như lúc ban đầu.
Mọi người cứ làm như vậy là ok. Nếu mọi người không có sữa không đường thì lấy nước mọi người xoa lên cũng được. Nhớ đăng ký bật chuông nha. Từ nay đi là bánh mì mà gọi là ai tôi ra mà tôi gom xin. Ừ. Xin mì gọi người ta bán ế này nọ tao để bắt đầu cái người ta không làm gì. Ừ. Làm tại vì mấy chị em hay bán bánh mì á, mấy chị em nên áp dụng cách này. Tại vì em nghĩ là mấy chị em bán bánh mì là hay gặp trường hợp là bánh mì bị khô. Ế. À, bánh mì ế, mừng ế mọi người bị khô. Nên mọi người chơi cái chiêu này làm giúp bánh mì là khôi phục như lúc ban đầu là mọi người buôn bán nó dễ hơn. Chứ mọi người bán một bánh mì cho khách, mọi người bán một bánh mì khô cứng là một người bị mất khách. Chính xác luôn, ngon cực kỳ thơm nữa. Đó ok, em chia sẻ với mọi người nha. Mấy chị em buôn bán bánh mì nếu coi được clip này có thể rút kinh nghiệm và có thể khắc phục cái tình trạng là khôi phục bánh mì như lúc ban đầu nha. Cho đăng ký bật chuông.